Vâng, xin chào quý vị và các bạn nha. Thì hôm nay là một cái ngày sẽ khá là bận rộn, cho nên là hiện giờ là Vân đang chuẩn bị để đi mua vải. Thật ra không phải là mua vải cho fashion mà là mua vải để chuẩn bị cho những cái bộ trang phục đẹp nhất cho các vị lãnh đạo của bên công ty để chụp hình kỷ yếu. Cho nên là Vân sẽ đảm nhiệm cái trách nhiệm đó luôn. Có nghĩa là Vân sẽ chọn vải để lên mẫu và may. Và đến cái ngày mà em mới quên nữa rồi. Ngày 10 tháng 9 hả? Ê, 20 chứ. Ngày 9 tháng 10. À, ngày 9 tháng 10. Đó, ngày 9 tháng 10 sẽ bắt đầu một cái buổi chụp hình kiểu. Cho nên bây giờ phải tranh thủ đi mua vải để may. Nhưng mà thì sáng Vân tới thì Vân cũng hơi hết hồn là thấy cái cửa ở bên ngoài ở fashion là đóng cửa. Vân cứ tưởng là các bạn nghỉ nè, mọi người nhìn nè. Thật ra là không phải là bên Colombian Fashion nghỉ đâu nha quý khán giả. Bên Colombian Fashion là ngày nào cũng bán, ngay cả lễ lọc đều bán hết. Nhưng mà lo do vấn đề kỹ thuật, cho nên là hiện giờ là cái cửa cuốn nó đang trục trặc cái motor á. Cho nên là bây giờ là sẽ sửa motor. Cho nên là quý khán giả nào ngày hôm nay có đến Colombian Fashion mà thấy cái cửa cuốn mà nó bị đóng, mà cứ tưởng là Colombian Fashion không có mở cửa là không phải nha. Quý khán giả có thể đi qua dòng cửa sau cái cửa nội bộ để có thể vào Colombian Fashion, vẫn hoạt động rất là bình thường, mọi thứ vẫn rất là sáng sủa ở trong đây. Nhưng mà thật sự là rất là buồn luôn, là cái cửa kéo mới có sử dụng khoảng 2 tháng mấy thôi mà nó đã hư như thế rồi. Cho nên là bây giờ là bên kỹ thuật đang lo cái vấn đề này, cho nên là tạm đóng cái cửa lại tại vì không có kéo lên được. Cho nên quý khán giả ai ủng hộ Colombian Fashion có thể vui lòng đi vào ngõ sau, hướng vào ngõ sau ở bên tay tay này, tay gì, tay trái đó, để đi qua cửa sau để hướng vô cái cửa này và mua đồ ở Fashion Colombian nha quý khán giả ơi. Còn bây giờ thì Vân sẽ đi mua vải, cho nên là có thể là Vân sẽ ra cái chợ vải để quay tí xíu cho quý khán giả xem là cái chợ vải nó nhộn nhịp và nó có những cái loại vải như thế nào nha. Đi cùng Vân nha. Ủa, hai đứa kia đâu rồi? Đây. Lên đâu? Cắt vô kia. Đi, tranh thủ đi. Đi chị. Ừ, để lát nữa hồi nắng lắm luôn á. Mấy anh là đang chuẩn bị sửa cái cửa cuốn nè quý khán giả. Nên nhanh nhanh để khách hàng ta vô không có được á. Cảm ơn mấy anh nha. Bye bye. Giờ phải đi qua cái lối ngõ sau nè quý khán giả, thấy không? Đó, hơi vất vả tí xíu. Nhưng mà thật ra cũng gần lắm. Cái ngõ nhỏ này là ngõ gì? Đường Nguyễn Văn Mai chị. À vậy hả, đường Nguyễn Văn Mai. Dạ. Đó. Đi mua vải. Mọi người thấy hôm nay Vân có men lì không? Men quá, men luôn. Men giống như là vệ sĩ cho bé Linh vậy đó. Dạo này Hà quay hơi bị chuyên nghiệp ha. Ghê ha chị Hà, cộng nó không bất chấp, nó quay bất chấp luôn kìa, nó đi kìa. Ê, sao anh em mang giày giống nhau vậy? Hai cô cháu mình mang giày giống nhau đúng không? Đúng Hà, đúng rồi, giống chị. Hơi giống, chưa giống lắm. Chỉ có cái phía trước là màu trắng, không có đâu. Giày của Hà là giày phay. Nhỏ thôi. Gẹo nha quý khán giả, vui thôi nha quý khán giả. Đừng có ném đá vô. Rồi tới đây nè, đó. Nhanh hả chị ha? Nhanh mà quý khán giả ha. Tự an ngủi. Đó. Đó, quay cái cửa kìa, cái cửa bị đóng kìa. Hồi đó sáng chị quá. Hết hồn luôn á, chị nói ủa sao mấy đứa nó nghỉ mà nó không thông báo gì vậy ta. Thì ra là nó bị hư. Đó. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chú. Đi. Chắc sửa khoảng một tiếng nữa là xong à. Thì bây giờ thì Vân đã đến chợ vải rồi. Nãy giờ đi kiếm chỗ đậu xe. Thì cái chỗ đậu xe đi ra chợ vải hơi xa tí xíu. Nhưng mà vẫn phải đi thôi. Hình như đi đường này nè. Đúng rồi, đi đường này vòng ra nè. Đúng không? Toàn là những con nai vàng ngơ ngác.
Em như dưới quê mới lên vậy đó. Hỏi được không ai biết hết á. Rồi đi bộ hơi xa quý khán giả ơi. Cái phía bên hông bên đây mới là chợ vải. Bên đây là những cái chỗ bán mấy cái dụng cụ học tập này không à. Anh cầm em cái. Thôi đi ra chợ vải đi quay. bây giờ thì đã đến chợ vải rồi nè quý khán giả. Đây là chợ vải Soái Kình Lâm. Rất là nhiều mặt hàng vải nha. Quá trời. Mình sẽ kiếm một cái vải nào đó nó phù hợp với cái trang phục mình cần may. Ở đây mình chuyên về vải kate hả chị? Dạ đúng rồi chị. Đó, mỗi sạp vải sẽ chuyên về một loại vải. Tất cả đều là vải kate. Cái này mà mấy học sinh mà mua vải là ghé chỗ này vải mua nha. Rất là nhiều vải kate luôn. Em chào mấy chị. Dạ. Vui quá à, chị nhận ra em. Thương quá à. Dạ em cảm ơn. Dạ. Fan. Dạ dạ dạ. Dạ em đây. Dạ em không ăn ảnh chị ơi. Ui trời ơi hết hồn. Dạ. Dạ em tên Vân ạ. Đẹp gái, còn trẻ. Trời nghe vui quá. Chắc đứng đây hoài luôn á. Trẻ hơn trăm lít gì. Đứng đây hoài luôn. Mặt xuống đi. Dạ. Kéo khẩu trang xuống. Dạ không, em sợ quý khán giả nó la Covid mà nó không chịu đeo khẩu trang. Ồ. Cái này lạ nè Linh. Cái này giống như linen bố rồi đúng không? Linh Linh ơi. Cái vải này nhìn cũng hay quá nè Linh. Ha. Kiểu mộc mộc cứng cứng á. Đúng rồi. Anh Điền cũng thích cái loại này lắm nè. Đứng sát vô, Linh chiếm diện tích quá Linh. Hay quá. Linh luôn. Chiếm diện tích dễ sợ luôn. À dạ vâng. Cái vải đó đúng rồi cái mấy cái túi giống của mình đó ha. Túi sách. Dạ vâng. Cái mai và kia nó chạy lắm nha. Cái mai và kia nó in hoa văn gì lên nó bán. Nhưng mà vải này không nhiều màu à? Không. Còn nhiều màu nữa thì nó là khổ mét bảy hơn. Cái này đã ha. Cái này giống mấy vải nha. Màu trắng luôn. Cái này may mấy cái kiểu túi chị gửi hình cho Linh đó ha. Là cái vải này. Cái vải này thì bao nhiêu một mét rồi? Dạ 35 một mét. À 35. Thôi chắc em coi thôi. Chứ dạ, em chưa có ý định. Cái này màu đen nè, màu rêu nè, màu đen, màu trắng. Ok. Có gì lấy cái cho em lát cho em cái kẹt đó nha. Dạ. Em nót vô. Mọi người sẽ thấy là hôm nay Vân sẽ chọn vải gì cho cái buổi chụp hình kỷ yếu nha. Đón xem. Giờ Vân để Vân thanh toán cái tiền vải này cái nè. Của em bao nhiêu? 20 Dạ 500. Có vải chưa? Rồi đi thôi. Em chào mấy chị mấy anh nha. Bye bye ạ. Đi.
Ok. Coi tí xíu ơi. Đúng rồi. Quá trời luôn nè. Ở đây là chuyên về vải áo dài. Cái vải này mặc lên nó rũ đẹp. Hoa văn. Cái này gọi là gì em? Tơ tằm. Của Việt Nam mình hay là Thái Tuấn? À Thái Tuấn. Ok ok rồi, biết chỗ rồi. Móc cái gì ghé đây. Ở đây có rất là nhiều cổng. Đây vô đây thử đi. Chị không nhớ rõ nhưng mà cứ vô thôi. Như một cái rừng vậy đó. Đúng rồi. À, vải tương đối giống giống vậy nè hả? Linh ơi, lại đây chị nói nghe nè. Chất này được không? Không quá dày mà cũng không quá mỏng. Rũ á. Nhưng mà phải hỏi thêm màu á. Em trai, cái này mình có bao nhiêu màu nhỉ? Bán màu của gì đó. Cái màu lụa gì nè chị Nhung? Cái này cái chất hả? Gì à? Cái đó nhiều màu lắm em. Bán màu. Cái đó thì bao nhiêu một mét ạ? Cái đó em lấy nhiều quá là em bỏ màu. Thì cũng nhiều á, mấy chục á. Cái đó chị lấy em 75.000 mét. Dữ vậy? Đẹp. Cái này của nước nè. Này của Mexico. Cái này Việt Nam hay là hàng nước này? Cái này hàng công ty. À hàng công ty hả? Được đó ha, chất này được không? Linh xem đi Linh. Nó sẽ mềm. Thấm rồi. Ý là nó mờ hay không? Nó không, đừng có bóng là được rồi. Nó không bóng. Nhưng mà không có màu chị muốn. Chị muốn màu gì vậy? Cái màu vàng nó hơi gọi là chế chóe tí xíu, nó đậm hơn cái màu này chút xíu, nó sáng hơn tí xíu. Sáng hơn. Không, không phải, này nó chuyển qua kem mà. Không, không phải luôn. Để coi coi cái màu nó giống ấy, cái màu nó giống cái màu nào ta? Không không, chị đang coi cái màu á chứ chưa, chị chưa có coi cái chất cái ghé này nó giống vậy đúng không? Không, không có rồi sao á, nó đậm hơn, nó tươi hơn cái này tí xíu nè, cái chất nó cũng được á ha. Chị máy gì vậy? À, chị máy đầm vét. Chị đang coi màu. Không có cái màu mình muốn á. Nó giống vậy không? Nó hơi giống vậy á. Nhưng mà cái mình nó mịn thôi. Lên bé chị lên cái này nó dễ lên. Đứng nè. Ôi dày lắm. Ui dày lắm. Trời ơi thôi dày lắm luôn. Cưng ơi. Ừ, cái chất đó ok. Nhưng mà cái màu này nó hơi bị chìm quá không? Hơi bị tối hả chị? Ừ. Nó hơi giống màu nghệ nghệ. Nó chất nó giống vậy nè. Nó mềm. Nó mỏng mỏng thôi. Này mỏng này chị. Nhưng mà không có cái màu chị muốn. Nó đâu có màu vàng.
màu vàng hơi chế chế tí xíu để chị coi trên hình coi. Chị đó. Em thích cái màu này nè, nhưng mà cái chất nó mỏng hơn á. Nè cái mẫu ở đây mà chạy đi đâu vòng vòng hoài đi anh. Nè cái này cũng được nè. Ha, cái này bao nhiêu ạ? Cái đó hai em. Dạ. Cái này chị tính em 69.000 mét, là lấy số lượng nhiều á. 69.000 ạ. Cái này hơi cao ha. Hơi cao. Dạ. Thì mình đi kiếm thêm ha. Còn không có thì mình quay lại chị luôn. Thì chị kiếm cái giùm có người quay lại. Ừ nha, nha cưng. Chị cảm ơn nha. Nhớ cái sạp nha. Đào 17. À 17 ok. Cái này cũng có nhiều nè. Yeah. Vẫn đang trên đường tìm kiếm. Rất là nhiều luôn quý khán giả ơi. Cái này cá tê. Cái màu này không? Cái màu này không? Không, cái này cái này cá tê nãy mình mới mua. Nhiều quá ha. Rác mình bị rối. Cái này thun. Hơi hoang mang. Hoang mang Hồ Quỳnh Hương. Mình lại đi ra một cái hướng khác rồi nè. Ở đây như một cái mê cung. Chị bán hàng nói mê cung đó em. Quay phim lên trên hình. Không phim. À vô đông. Thật sự đi vô đây mới biết là nhiều quý khán giả nghĩa là những cái anh chị bán hàng, đúng rồi, bán hàng trong đây rất là nhiều người nhận ra Vân luôn. Vui với sợ. Ây da. Chết rồi. Mình đã đi hết cuối con đường rồi. Chết. Tới chợ Kim Biên luôn rồi. Em có nhớ một lần là chị mặc khai trương á. Đó. Em có xe em. Nhớ là khai trương Color Man Fashion. Đây. Để em gái luôn. Dạ. Đó em. Phải không? Cái này nè, phải không Linh? Cũng mặc cái đó đó. Rồi, cái nào cũng được. Cái này bao nhiêu mà cái này thì bao nhiêu? Nếu mà em lấy nhiều thì chị bớt cho em miếng. Hồi bớt chị đó em. Thì đó. Bớt một miếng hà. Ở đây bán sĩ. Đau lòng quá. Đây là nè. Hồi nãy là nói em 69 phải không? Dạ. Bây giờ bớt cho em cũng nhiều rồi đó. 50 tính em. 6,7. 50. Trời, bà nhất từng tí một. 55 đi chị. Không có, chị lời một bếp chỉ có 1.000-2.000 thôi. Chị không có là nhiều đâu. Không, cái này cũng ok. Nó cũng xem á hả Linh ha? Ừ. Hai cái này nó cũng xem hả chị? Đúng ha? Đúng là một mặt hàng nhưng mà tại khác giá hả? Không phải cùng một giá. À, nhưng cùng. Mà cái này bổ sung cho cái này. Ví dụ như cái này nó thiếu một thì qua đây. Đây nó dạ. Có ít nè. Nó bổ sung. Ok chị. Chị nói thiệt giá. Chị muốn bán cho tụi em. Nhiệt tình luôn. Thì đó em mới quay lại với chị. Cái này em thiết kế em lên em hỏi chị với chị không hiểu rồi nghe. Cái đó chị không biết thiệt á. Chị nghĩ chở cỡ 2 mét mấy 3 mét ạ. À. Cho nó dư xíu 3 mét mà 23 người. Hôm nay mập ốm đó. Làm gì 23 người. Nữ á, nữ thôi. Quần nam. Nam thì quần thôi. Dạ. Quần đó. Này khoảng bao nhiêu Linh biết không? Quần tây là 1 mét mét rưỡi hả? Quần tây là khoảng bao nhiêu mét mét chị? Mét 1 thường là mét 1. À. Rồi cho dư mét 3 đi. Mét 2 là dư rồi chị. Mét 2 là dư rồi không? Là bao nhiêu nam ta? Mấy?
chị có bán sơ mi luôn nha, sơ mi màu luôn, sơ mi sọc, sơ mi bông luôn. Giới thiệu luôn hết. Dạ, em biết mà. Giờ có mua quần trước đi, dù ăn mua vét thì đúng rồi, vét để tính sau đi em, giờ mình mua quần trước đi. Rồi nếu mà mình lấy thêm vét nữa thì cứ liên hệ chị này, chị cắt cho mình thôi. Nhân lên đi Vinh hả? Ờ, Linh hả? Danh sách là 23 người. Nữ á, nữ là 23 người nhiều vậy. Tổng, từ từ, từ từ, để em xíu. Từ từ. Hỏi nữ mà cứ tính tổng. Mười lăm nữ. Làm nữ nhân cho 3 mét thôi. Chị nghĩ không tới 3 mét luôn á. 45 mét. Xí sao em tính là cục rồi. Đếm lại hả? Rồi non nữa nè. À không, trừ chị Hằng ra là còn 14 người. Hằng không chụp hả? Là đúng rồi, chị Hằng thai sản. À, chỉ còn có 14 thôi. 42 mét. Còn 4... người nam. Là 9 người. 9 người nam, 14 người nữ. 9 người nam là 9 nhân 1 mét 1 là 10 mét. Tổng cộng là 52 mét. Nam nữ luôn. Dạ, nam nữ luôn, 52 mét. 52 mét rồi, nhân tiền coi nhiêu vậy? Nhân nhiêu rồi, chị nói chuyện 67. Hồi nãy là 6... 65. 65 thôi. Rồi chào đi. 65 nha chị. 65 nha. 65 nha chị. Để em tính cho dễ, chứ chị rẻ chi cho cực vậy. 5 mấy mét lận. Rồi, rồi tính luôn. Thì thôi 60 luôn đi. Đừng nói hơi bớt còn 50 nha cơ. Nhắc lại nha. Dạ thôi, 60 thôi. Chú Huyền có mẫu nha, lựa cho con cái này trước đi. Nè, nè, nè. Chút chú lại đi, để bán đi. Thôi tính 3 triệu thôi. Chú lại chú. Nhớ lại nha chú Huyền. Dạ. Có sổ còn đây nè. Dạ rồi, chị cắt cho em. Là 60 phải không chị? Không, 60. Đâu màu nào? Đó, 60, chị mới nói 60. Dạ, màu này chị. Cô tông lạnh. Bình dương vậy? Dạ. 176. 170. Ủa? Nè, là màu vàng này là cứ thế đây hả? Cái này là biến được không? Dạ được. Chị đứng đi chị. 52 mét. 52 mét. Rồi, còn màu nào nữa? Không, một cái đó thôi. Cái khổ nhiêu rồi chị? Cái này khổ mét 6 chứ. Khổ mét 6 anh. Mét 6 dư sức rồi. Nhưng đưa ngay thước cho tôi kéo gì không? Rồi. Mà 176 là màu vàng này nè. Là 52 mét. Thực ra đúng là cái màu vàng đó đó. Cưng màu này là màu này đó nha. Dạ vâng. Ừ, màu vàng nó mới đúng. Màu vàng đó đúng thì mình hàng khéo. Thì bỏi. Thực là đau lòng. Một màu cô Đào ơi, màu vàng cô ơi. Không, mà màu vàng nó nam nữ mặc dễ hơn. Dạ, cô này cô Đào. Cô Đào. Cô chủ. Dạ. Đúng rồi. Cô. Đừng ngoài cô. Cô chủ 60 mét ngàn mấy đồng cô. Mấy đồng cô. Sắm được. Nam hả? Anh Linh này nam ơi. Alo. Ôi ơi. Nam cho anh hỏi là nhà mỗi cái đồng. Trả giá giảm em. Em báo giá. Cái này là chị bớt thôi, chị lấy tiền. Ô, nhưng tới giá gì? Rồi, bây giờ thì Vân đã chọn được giải rồi. Mừng quá quý khán giả ơi. Đây là xà phải của cô Quỳnh. Ủa, cô Đào chứ lộn. Xin lỗi, cô Đào. Để đọc cái chỗ này nha. Đây là 497 Trần Hưng Đạo. Ủa, cô B, đường Đạo B đúng không chị? Đạo B. Sạp của mình là sạp số mấy rồi? 3, 17, 13. 317 nha quý khán giả. Đây sạp cô Đào bán hàng rất dễ thương và rất là nhiều những cái mình hàng giày chất liệu giày á, dạng Apollo. Vân đang mua cái vải này nè. À đó, đây là cái màu mà sẽ lên mẫu để chụp kỷ yếu. Đúng rồi, thường thường một năm là sẽ chụp kỷ yếu một lần của ban lãnh đạo đó. Đó, Vân đã chọn được cái màu vải và cái chất liệu tương đối ok rồi. Thì mai mốt thì Linh sẽ đảm nhiệm lên mẫu. Đây bạn Linh. Linh. Hai bé Linh. Rồi bây giờ thì cuộc mua vải đã thành công rồi quý khán giả. Nãy giờ đi cũng hơi nhiều vòng nhưng mà bây giờ đã chọn được rồi, chốt được rồi. Đó, mọi người nhớ nha, nhớ ghé sạp vải của chị Đào quầy 317 để mua những chất liệu vải lạ và đẹp
nhất. Chất lượng và giá rất là ok. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Tạm biệt quý khán giả. Chúc quý khán giả một ngày thật vui vẻ. Buổi trưa ăn ngon miệng. À buổi trưa ngon miệng. Ủa mấy giờ rồi? 12 giờ rồi. Ôi 12 rưỡi rồi. Yeah. Trưa đó.